Rồi, xin chào anh chị, các bạn trở lại với channel Hồng Sơn. Hôm nay thì em lại quay mẫu khá là lâu rồi không lên sóng. Đây là chiếc Mitsubishi Xpander phiên bản Cross, là bản cao cấp nhất của dòng Xpander. Thì thật ra với các bác tham khảo khoảng 1-2 tháng này thì cái dòng Xpander hiện nay nó khá là ít xe. Đây em có bản Pre bên cạnh. Thì trên thị trường Mitsubishi phân bố với 4 phiên bản, nhưng mà bây giờ đa phần bán chính ở các đại lý nó sẽ bán 2 bản. Một là X-Cross như em quay này, và bên cạnh là Xpander Pre, bản Premium, bản cao cấp nhất ấy. Thì cả hai xe đều là những cái bản cao cấp, bản đầy đủ, nên là cái mức giá nó cũng sẽ khá là cao. Đấy, thì ok, sẽ báo giá luôn cái bản Xpander Cross. Thì xe này đang được niêm yết với mức giá là 698 triệu. Đây là một mẫu gầm cao 7 chỗ đa dụng và là xe nhập nguyên chiếc nhé. Nên là các bác có đang chờ giảm thuế hay không thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Vì sao nói thế là vì bản thân cái mẫu xe này đang được giảm giá rất là nhiều rồi. Nhiều bác tâm lý là nếu mà được giảm thuế trước bạ thì các xe nhập khẩu cũng sẽ giảm cạnh tranh. Tuy nhiên thì cũng phải nói các bác là hai cái mẫu này thì nó đang ở đáy phải 1-2 tháng nay rồi. Mặc dù là cái nguồn cung cũng không sẵn là nhiều, tuy nhiên là để cạnh tranh ở trong cái phân khúc gầm cao khoảng 6-700 như này thì cái mức giá bán hiện nay bọn em đang bán nó chỉ rơi vào khoảng hơn 660 một chút. Bên em có thương lượng về giá bán nhé, có tặng bảo hiểm thân vỏ. Đấy, phim cách nhiệt, trải sàn da, cam hành trình. Đấy, giá hơn 660 một chút. Các bác lăn bánh ở tỉnh địa phương như là Bắc Ninh, Bắc Giang thì hiện nay cái mức lăn bánh mình có thể tham khảo ở đâu đó vào khoảng tầm 730, hơn 730 một chút ạ. Giá này thì cũng chưa phải giá chung kết, vì nó phải tùy theo anh chị lấy màu gì. Thường thì em bán trắng đen cam là nhiều đó. Thì các bác có nhu cầu thực tế tham khảo giá mua lấy xe ngay thì có thể alo trực tiếp qua bên em. Đấy, bên em thì các bác nhìn này, kho xe thì toàn bộ là để trong nhà, cũng rất là nhiều xe cho anh chị tham khảo xem xe thực tế đó. Hơn 600 một chút thì cái tầm tiền này nó cũng tương đương với bản Xforce Pre mới ra rồi. Giá bán mình đâu đó vào khoảng 650, 660. Thì lăn bánh vào khoảng hơn 700, đều là xe nhập khẩu. Mình có thể cân nhắc phiên bản Xpander với cái nhu cầu là mua xe sử dụng 7 chỗ ngồi, hoặc là mua Xforce bản cam với xe 5 chỗ. Bản X-Cross này cũng là bản cao cấp nhất của dòng Xpander rồi. Đây, các bác lần đầu xem video thì em cũng giới thiệu nhanh luôn. Xe thì thường về đại lý chưa có cái màn hình giải trí ở bên phụ này nhé. Khi nào mà khách hàng đặt cọc thì bên em bắt đầu lắp thêm. Đấy, phanh cân bằng điện tử này, cam 360 này, đấy, gương chỉnh điện này. Trên bản này thì bắt đầu có phanh tay điện tử và auto hold rồi. Đấy, đàm thoại rảnh tay hay cruise control, ra lệnh giọng nói các thứ là đầy đủ cho các bác. Đây, điều hòa tự động, 2 vùng độc lập các thứ là các bác cứ yên tâm mà sử dụng. Mua của bên em thì là tặng luôn combo đầy đủ dàn phim cách nhiệt, trải sàn da, cam hành trình. Về là cứ thế mà đi thôi. Đấy, thì như em nói, dòng này là dòng đa dụng, gầm cao 7 chỗ. Các bác mua thì có thể sử dụng được hàng ghế thứ ba. Nó rộng hơn, nó thoải mái hơn so với chiếc Xforce mới ra mắt hiện nay. Thì với các bác mua trả góp thì chuẩn bị giúp em đâu đó vào khoảng hơn 200 một chút ạ, 220 đến 250. Thì mình có thể vay tối đa là 8 năm. Và hàng tháng gốc lãi thì tiền gốc cố định đâu đó vào khoảng tầm 5 triệu. Tiền lãi vào khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu. Thì tổng gốc lãi hàng tháng là mình cứ dao động vào khoảng 8 đến 9 triệu và giảm dần theo hàng tháng. Đó, thì thời điểm này giá bán bọn em chào bán rất là linh động và có thương lượng nhé. Phải khẳng định với các bác là có thương lượng về giá bán. Thì anh chị có nhu cầu cứ alo trực tiếp các bên em. Mitsu thì họ không phân vùng về tỉnh địa phương. Mình cứ tham khảo và biết đâu thì bọn em có cái mức giá hợp lý cho anh chị, để anh chị cân đối mua xe hợp với cái nhu cầu sử dụng xe 7 chỗ của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.